chat gpt gần như là một cái trend nó là một cái cú hích cho cái công nghệ ai ứng dụng công nghệ ai trên internet cái việc đầu tiên chúng ta có thể ứng dụng được cho chat gpt đó chính là áp dụng cho cái ngách chủ đề mà bạn đang làm đầu tiên đó là phần cái câu lệnh để mà tạo ra một cái nội dung nào đó mà mình mong muốn chúng ta đưa ra một cái mệnh đề và chat gpt tạo ra một cái nội dung mới ví dụ ở đây đó là À, một cái kịch bản về tường thuật hoặc là kể chuyện gì đó. Con chat GPT này nó có thể đóng vai người kể, nó có thể kể câu chuyện nào đó hoặc sáng tạo ra một cái câu chuyện mới dựa trên cái uh, dựa trên cái kho dữ liệu của nó, nó có thể tổng hợp và đưa ra một cái câu chuyện mới. Câu chuyện thì mọi người sẽ biết là mình kể chuyện, viết chuyện, viết sách hay gì đấy, chúng ta sẽ có thể kể ở cái ngôi thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba đúng không? thì chúng ta sẽ sẽ có thể yêu cầu còn chat gpt này bằng cái câu lệnh như sau ví dụ như là viết đoạn văn về cách làm trà xanh ở ngôi thứ nhất như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái nội dung hướng dẫn làm trà xanh hay là bạn có thể hướng dẫn bất kỳ cái, cái uh, điều gì khác bằng cái câu lệnh là viết đoạn văn về cách làm gì đó ở ngôi thứ nhất hoặc là chúng ta kể, kể lại một cái câu chuyện nào đó thì chúng ta thay ví dụ, ví dụ chúng ta cung cấp đầu vào là một câu chuyện sau đó chúng ta yêu cầu nó là viết lại cái câu chuyện này hoặc là tạo ra cái câu chuyện mới ở cái ngôi thứ hai hoặc ngôi thứ ba. Ngôi thứ hai là ngôi nạn nhân. Hoặc là ngôi thứ ba là một cái người kể chuyện là một cái người dẫn dắt câu chuyện một cái người kể chuyện đứng ở giữa, chẳng hạn là là như vậy. Tiếp theo chúng ta có thể chỉnh tùy chỉnh văn phong của chúng ta thì chúng ta có một cái câu lệnh một cái mệnh đề đó là viết theo cái theo cái văn phong trang trọng chẳng hạn thế nếu mà chúng ta muốn viết theo văn phong trang trọng ví dụ theo theo cách trang trọng nhé thì chúng ta có câu lệnh ví dụ như là viết đoạn văn về chủ đề sức mạnh của người hướng nội theo văn phong trang trọng à, các bạn chú ý rằng những cái câu lệnh này nếu mà lệnh cho nó bằng tiếng Việt thì có thể đôi khi nó không hiểu nhưng mà tiếng Anh thì chắc chắn là nó sẽ nhận nhưng mà tiếng Việt thì có thể là nó sẽ khác đi một chút nó sẽ đôi khi nó sẽ không nhận cái câu lệnh này. À, tôi sẽ thử cái cái câu lệnh bằng tiếng Việt ở đây. Chúng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh bằng tiếng Anh nhé để nó ra cái dữ liệu văn bản. <laughs> có một điều tuyệt vời là khi mà sử dụng chat GPT này chúng ta hoàn toàn có thể làm kênh nước ngoài đó là một cái điều rất tuyệt vời chúng ta có thể phát triển những cái ngách chủ đề ở nước ngoài hoàn toàn à, nội dung mới đáp ứng chính sách kiếm tiền youtube này sau đó tiếp theo là chúng ta sử dụng à, giọng nói này giọng nói chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng giọng nói robot ai tốt nhất là chúng ta sẽ tạo ra một cái đoạn chat mới về một cái mỗi đề tài mỗi nội dung chúng ta sẽ tạo ra một cái đề chat mới và để mà ai nó cho ra cái dữ liệu tốt nhất ví dụ như là tôi sẽ đưa ra một cái mệnh đề là viết đoạn viết đoạn văn về chủ đề sức mạnh người hướng nội theo văn phong trang trọng thì ngay lập tức nó viết ra đây là viết nội dung tôi vừa ra một cái mệnh lệnh một cái câu lệnh về viết nội dung ngoài câu lệnh viết nội dung chúng ta sẽ có những cái câu lệnh khác nhau ví dụ như là lên ý tưởng lên dàn bài AI cũng không không đủ thông minh hiện tại thì AI chat GPT cũng không đủ uh, thông minh để mà đưa ra những cái kiến thức quá sâu sắc tuy nhiên khi mà nhắc đến cái việc kiếm tiền và kinh doanh trên youtube thì thì phần lớn uh, phần lớn nội dung youtube lại giải quyết cái các cái vấn đề rất là uh, rất là dễ ví dụ như là uh, what hay là how giải quyết cho câu hỏi what hay là how cái gì hay là như thế nào nên đấy là những cái đề tài rất là dễ uh, khi mà những cái câu lệnh này nó không chạy ví dụ như là Ví dụ như là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba hay là theo phong cách văn phong trang trọng hoặc là thân mật gì đấy mà nó không chạy, thì bạn có thể sử dụng những cái câu lệnh này theo tiếng Anh và sau đó dịch lại. Đây, ở đây tôi sẽ yêu cầu bằng tiếng Anh và ngay lập tức nó cũng trả về kết quả là tiếng Anh. À, bạn có thể thấy là tiếng Anh nó chạy nhanh hơn rất nhiều, đúng không? Bởi vì tiếng Việt là nó sẽ mất công uh, nó dịch một lần nữa từ tiếng Anh sang tiếng Việt nên là tiếng Việt bạn thấy nó chậm hơn bình thường. Tôi cũng thể yêu cầu là dịch sang tiếng Việt với chat GPT hoặc là tôi dịch với Google chat Tôi sẽ yêu cầu câu lệnh là dịch sang tiếng Việt Có thể dán luôn hoặc là dịch sang tiếng Việt là văn bản sau Bạn có thể thấy chat GPT đang viết nội dung như thế này Nó tổng hợp và viết lại nội dung như thế này Và văn phong thì khá là nuột Nó đáp ứng được 7 điểm, 8 điểm Tiếp theo là chúng ta có thể soạn thảo những cái văn bản tùy chỉnh khác. Ở đây tôi có thể ví dụ ở đây như, như là cho tôi một kịch bản video YouTube về thu hút khách hàng tiềm năng sử dụng dịch vụ thiết kế nhà biệt thự. À, hiện tại thì hầu hết mọi người đều dùng bản miễn phí và nó có tình trạng là nó viết được một lúc nó chưa chưa viết hết thì nó dừng lại. Thì chúng ta sẽ cần phải lệnh tiếp tục hoặc là tiếp tục văn bản trên hoặc là tiếp tục đoạn trên thì chúng ta sẽ có cái câu lệnh là tiếp tục chúng ta cũng có thể đưa ra những cái mệnh đề tùy chỉnh ở đây ví dụ ở đây là viết một đoạn văn về tiểu sử của Albert Einstein phải thêm biểu tượng cảm xúc vào cuối mỗi câu và không viết hoa từ đầu tiên trong mỗi câu à, khi chúng ta muốn tìm hiểu khai thác sâu hơn về một cái đề tài chi tiết trong nội dung của chúng ta thì chúng ta cũng có thể chat với chat GPT đó là bạn có thể nói chi tiết hơn về cái vấn đề nào đó của chúng ta À, ngoài ra để giải trí thì chúng ta cũng có thể viết những cái status Facebook Thay vì chúng ta nghĩ nát óc thì chúng ta sẽ đưa ra những cái mệnh đề đề tài Ví dụ như là viết status Facebook để khen tôi đẹp trai Chẳng hạn như vậy Khi mà chúng ta ra những cái mệnh đề như vậy Thì chat GPT sẽ, nó sẽ trả về những cái dữ liệu cần thiết à, Chúng ta quay lại với phần tóm tắt nội dung Chúng ta sẽ đưa ra cái mệnh đề về tóm tắt hoặc là tổng hợp nội dung về về một cái vấn đề gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái câu lệnh này để tóm tắt hoặc là tổng hợp nội dung ví dụ như là với với nội dung mới ra cũng được khán giả đón nhận rất là tốt và nó sử dụng chat GPT tôi không trực tiếp làm nội dung này nhưng mà cô 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 gái này cô ấy làm nội dung này theo một cái cách mới như vậy đó là tôi hướng dẫn cô ấy sử dụng chat GPT kèm với cả writer người thầy đầu tiên vị thánh người sống hoàn toàn theo chết. Đây những cái ngách chủ đề, những cái ý tưởng ngách chủ đề mà bạn có thể sử dụng với phần cái chức năng của chat gpt ứng dụng về phần tóm tắt nội dung chẳng hạn thế. Những cái gì mà nó có sẵn dữ liệu trên internet ấy, thì chúng ta sẽ có thể đưa ra những cái những cái ý tưởng đấy cho chat gpt và chat gpt sẽ trả về cho chúng ta. Ví dụ như là chia sẻ một vài Uh, cuốn sách vừa rồi là ba người thầy vĩ đại nó chia sẻ một vài bài học uh, trong cuốn sách ba người thầy vĩ đại. Đấy. Khi mà chat GPT trả về những cái kết quả gợi ý như thế này đúng không? Sau đó chúng ta sẽ sử dụng những cái nguồn nguyên liệu như này để đưa sang writer và phát triển tiếp nội dung và writer cũng là một cái AI viết nội dung đạt ở cái cấp độ trung bình khá. Và như như vậy với một vài ý tưởng ở đây Chúng ta đã phát triển lên một cái văn bản dài khoảng 2007 Và như vậy nó đã cho ra một cái nội dung mới hoàn toàn Ở trên Youtube và chúng ta có thể kiếm tiền với nó Cái điều quan trọng ở đây đó là chính là bạn cần phải là người kiểm soát Cái chất lượng nội dung cuối cùng Và như vậy cái yêu cầu về kỹ năng cá nhân của bạn Thì bạn cần phải nâng cao cái kỹ năng cá nhân bởi vì robot AI nó đã đáp đáp ứng được 70 đến 80% rồi và để mà hay để mà thu hút khán giả à, cho video của bạn thì bạn cần thêm vào những cái ngôn từ thôi miên thêm vào những cái đánh đánh giá trải nghiệm cá nhân à, ví dụ thì bạn cũng sẽ sưu tầm ở trên Google và sau đó bạn đưa lại đây thôi chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo trong ứng dụng Chat GPT ở đây sẽ có phần viết lại hoặc là diễn đạt lại nội dung cho nó hay hơn thì chúng chúng ta cũng có thể yêu cầu chat GPT làm điều này. đây với cái câu lệnh là viết lại nội dung văn bản sao cho hay hơn. ngoài ra chúng có chúng ta cũng có thể viết lại văn bản với writer ở đây bằng cách uh, bôi đen và yêu cầu rephrase thì nó cũng sẽ viết lại cho chúng ta. hiện tại thì tôi đánh giá chat GPT cái phần viết lại với cả writer này thì nó cũng ngang ngửa nhau, nó cũng xem xem bạn có thể dùng một trong hai được những cái câu lệnh khác về mảng như là hướng dẫn này đào tạo chuyên linh này đào tạo chuyên linh như là viết outline đào tạo chẳng hạn viết outline đào tạo huấn luyện ở đây là huấn luyện mèo đi toilet đúng chỗ tiếp theo là những cái câu lệnh liên quan đến Q Q&A là hỏi và trả lời bạn đã tìm hiểu về những cái content uh, content marketing hoặc là con uh, content YouTube thì nó sẽ có những mẫu nội dung nó đi theo một cái chuỗi như là what why how, nghĩa là có nghĩa là đầu tiên nội dung nó sẽ đề cập đến cái gì, sau đó là giải thích tại sao uh, phải dùng cái đó và cuối cùng là dùng cái đó đơn giản như thế nào. Đấy là what why how. Ví dụ như một cấu trúc video. Như vậy thì chúng ta sẽ dần đưa những cái câu lệnh này để mà tạo ra thành một cái nội dung video xuyên suốt và dài như hồi nãy thì tôi có nói đến phần dịch thuật à, từ cái phần dịch thuật này bạn cũng có thể trở thành một cái freelancer và bán cái dịch vụ dịch thuật hoặc là bạn có thể dịch thuật uh, uh, cái 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 chủ đề cái ngách chủ đề bạn có thể chọn ở bất kỳ quốc gia nào và bạn có thể sử dụng cái chức năng dịch thuật này của chat GPT để tạo ra cái nội dung cho quốc gia đó và như vậy thì chúng ta sẽ không giới hạn tiếng anh hay là tiếng việt mà chúng ta sẽ mở rộng những cái nguồn nội dung khác nhau ở nhiều quốc gia khác nhau với chuyện lạ Việt Nam, chuyện lạ thế giới hay là gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái câu lệnh về top list này, về những cái ý tưởng này. Sau đây tôi sẽ chia sẻ một vài cái ý tưởng chủ đề mà chúng ta có thể ứng dụng chat GPT để tạo ra những cái kênh YouTube mà cho thu nhập lớn, những cái kênh YouTube. Đầu tiên thì tôi sẽ chia sẻ về những cái ý tưởng chủ đề liên quan đến kiếm tiền với Google AdSense. Một cách đầu tiên có thể nhìn ra ngay đó là cái lượng search khủng, cái lượng quan tâm rất là khủng trong ngách cái chủ đề về sử dụng AI, sử dụng chat GPT và sử dụng các cái ứng dụng AI để kiếm tiền trên Internet, trên YouTube. Thì đây là một cái ngách rất là tiềm năng và đang cực kỳ hot, đang chen. Nếu mà ai đang trong cái ngách chủ đề này thì có thể bám chen ngay lập tức. Đây, mọi người có thể... Mọi người có thể thấy cái chen GPT rất là mạnh ở đây Nó đang xếp thứ hai rồi đây Make money with YouTube đang top đầu Và make money with chat GPT nó đã lên đến top 2 ở đây Rất nhanh chóng Tiếp theo nữa là Miss Johnny ở đây Make money với AI Như vậy là cái chen AI này nó đang chiếm sóng rất là lớn Và chúng ta có thể làm với nó có rất nhiều người chia sẻ ở trên thế giới và chúng ta cũng hoàn toàn có thể tạo nội dung và với điểm Vi IQ chấm là 66 thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái ngách này theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì điểm Vi IQ theo đề tài nhé mà nó đánh giá trên 50 nó thì nó là một thị trường còn xanh để bạn có thể làm được điểm số càng cao thì thì cái tiềm năng càng lớn à, điểm 66 là rất tốt à, tiếp theo chúng ta sẽ quay lại với các cái ngách chủ đề mà các bạn đang làm à, ví dụ như là phát triển bản thân đi thì chúng ta sẽ À, làm ở thị trường Việt Nam và có thể làm cả thị trường uh, thị thị trường uh, quốc tế. Uh, ví dụ như là phát triển bản thân về kỹ năng mềm đúng không? Vì kỹ năng giao tiếp hay là ví dụ như là tôi sẽ đưa nó vào từ tiếng Việt sang tiếng Anh, nó sẽ ra những cái kênh YouTube dựa trên một vài ý tưởng từ khóa nào đó bạn sẽ search trên YouTube và nó sẽ ra một vài ý tưởng để phát triển kênh YouTube và chúng ta sẽ đi tìm hình mẫu đấy là những những gì mà tôi hướng dẫn bạn. number Ban đầu là tiêu đề này, bạn có thể nhìn thấy đây là tiêu đề tiêu đề nội dung video này. Sau đó là nó sẽ là hoàn toàn là slide video kết hợp với cả ảnh minh họa và giọng đọc, giọng đọc bạn có thể xử lý với AI để cho một cái giọng đọc tự nhiên và và như vậy bạn sẽ tạo ra một cái kênh nội dung liên quan đến ngách phát triển bản thân như thế này, nó sẽ ra như thế này. Với đề tài phát triển bản thân như thế này, một nội dung video dài khoảng ta tà, tà 6 đến 8 phút như thế này thì trung bình nó doanh thu ở nước ngoài tiếng Anh như thế này nó sẽ rơi vào khoảng 6 đến 7 đô gì đó. Tứ cứ cho là 6 đô đi. 6 đô cho 1000 lượt xem thì một triệu lượt xem nó sẽ rơi vào khoảng 6 ngàn đến 8 ngàn đô và đây kênh này nó đã đạt đến 251 triệu lượt xem rồi ngách phát triển bản thân này nhé thì còn nhiều ngách nhỏ ở, ở trong này <laughs> nhiều ngách nhỏ ở trong này chúng ta có thể chuyên về ví dụ như là quản lý tài chính quản lý tài chính và đầu tư này đó đây, đây ví dụ Brandos là phát triển bản thân theo kiểu kỹ năng và chúng ta cũng có thể phát triển bản thân theo kiểu tâm linh nữa đây ngoài phát triển bản thân nhé thì chúng ta cũng có thể uh, đưa ra các cái bài học về lịch sử này đó đưa ra những cái bài học lịch sử hay là những cái người nổi tiếng trong lịch sử hay là hay hoặc là chúng ta có thể chia sẻ về những cái bài học uh, triết lý sâu sắc của những cái danh nhân đấy trong quá khứ này hoặc tiếp theo chúng ta có thể chia sẻ về uh, chúng ta sẽ đến với ngách tiếp theo có có thể phát triển được ví dụ như là ngách văn hóa và du lịch cái này chúng ta cũng có thể làm ở Việt Nam hoặc là quốc tế không phải là bạn đi đâu mà văn hóa du lịch theo kiểu là thông tin ấy bởi vì chúng ta dùng chat GPT mà chúng ta sẽ lấy ra cái thông tin về văn hóa du lịch chúng ta hoàn toàn có thể làm được nhé theo kiểu kiến thức thưởng thức đấy một kênh nổi tiếng nhất trong cái ngách này đó chính là tour OPA tour OPA hiện đang trên một triệu subscriber nó làm về văn hóa và du lịch. Nó tìm hiểu về một cái, nó là những cái thông tin chia sẻ để tìm hiểu về một một cái điều gì đó mới lạ và thu hút ở một cái đất nước hay là một vùng đất, một vùng đất nào đó. Đấy là về văn hóa du lịch nhá. Về lịch sử nữa. Lịch sử thì chúng ta cũng có thể đề cập đến đây đây là những cái đề tài mà ứng dụng AI rất là tốt này ví dụ như là lịch sử lịch sử thì có thể là lịch sử thế giới uh, lịch sử châu lục lịch sử quốc gia thì chúng ta sẽ đề cập đến những cái đề tài đấy và bởi vì những gì liên quan đến lịch sử thì nó là cái dữ liệu uh, cũ và như vậy chúng ta có thể khai thác từ chat GPT tổng hợp ra rồi tiếp theo chúng ta sang một cái chủ đề tiếp theo để chúng ta có thể khai thác nó khai thác chat GPT nó là về đào tạo giáo dục về tiếng Anh dạy tiếng Anh đấy. Ngoài ra bạn có thể dạy ngôn ngữ khác không nhất thiết phải là tiếng Anh. Ví dụ ở đây bạn có thể sử dụng chat GPT để để viết ra những cái câu chuyện, những câu chuyện đơn giản mang tính chất là à, dành cho người mới học tiếng Anh chẳng hạn. Cái tiếng Anh đây là một cái bài đọc nhé. Sau đó thì chúng ta yêu cầu một cái bài đọc trên chat GPT một cái bài đọc tiếng Anh để để học tiếng Anh trên chat GPT. Và như vậy những cái ngách liên quan đến đào tạo như là dạy về dạy về ngôn ngữ chẳng hạn là một cái rất là dễ dàng. Bạn có thể sử dụng và ứng dụng ngay lập tức trên YouTube ví dụ như là dạy thông qua câu chuyện này thì nó sẽ thành một cái nội dung đào tạo ở trên YouTube mà cũng rất là dễ dàng. Bạn có thể sử dụng chat GPT để đưa ra các cái nội dung đào tạo như vậy. Đây rất là nhiều câu chuyện và khi mà bạn sử dụng Chat GPT thì nó tạo cho bạn một câu chuyện hoàn toàn mới. Tiếp theo bạn có thể sử dụng những câu chuyện phổ biến, đơn giản và nổi tiếng trên YouTube. Chúng ta sẽ vào video và chúng ta có thể bóc tách lấy câu chuyện và sau đó yêu cầu Chat GPT viết lại cái câu chuyện đó. Bóc tách cái script của một video mà bằng cách như sau chúng ta bấm vào cái phần ba chấm ở đây này. Bấm phần ba chấm ở đây và bạn sẽ bấm là show trans transcript show transcript và bạn bóc tách cái cái phần script này, bóc tách cái phần script này ra. Hoặc là bạn cũng có thể sử dụng AI video hoặc là audio to text thì nó có những cái AI để nó bóc. Tất nhiên là thường thì nó sẽ là phần mềm AI trả phí, chúng ta sẽ chi phí có một phần chi phí nhỏ cho cái việc làm là bóc tách nội dung sau khi ra nội dung hoặc là nếu không không chi phí cho AI thì bạn có thể làm bằng cơm đó là tự tự mình copy và paste và bóc tách cái nội dung này ra sau đó bạn đưa vào chat GPT vào yêu cầu nó là viết lại thành một câu chuyện mới viết thành một cái nội dung mới và như vậy bạn sẽ có một cái nội dung hoàn toàn mới trên YouTube Tiếng Anh ngoài câu chuyện ra thì nó còn uh, nhiều bài học uh, hướng dẫn tiếng Anh lắm, nó có thể là bài hội thoại này, có thể là đọc này, hoặc là luyện nghe nâng cao kỹ năng này, hoặc là có, có thể là những cái câu tổng tổng hợp 100 câu hay là mấy trăm câu. Đó thì nó có rất là nhiều cách khác nhau để dạy tiếng Anh. Một cái ngách đào tạo dạy tiếng Anh như vậy, dạy ngôn ngữ như vậy, ngoài tiếng Anh thì có những cái ngôn ngữ khác khi mà bạn đào tạo ngôn ngữ như vậy thì nó sẽ là một cái ngách rất là xanh mạng tâm linh hay là luật hấp dẫn là cũng rất là hay ở trên YouTube mà bạn có thể tạo. Đây ví dụ như là uh, ngách affirmation, affirmation, uh, cái ngách xem rất là bền, affirmation những cái lời nói tích cực và khán giả có xu hướng nghe uh, nghe đi nghe lại và và khi mà bạn làm cái ngách affirmation này bạn không chỉ là lời nói đâu bạn không chỉ là thông điệp lời nói mà bạn thêm vào những cái hiệu ứng nữa từ nhạc hiệu ứng âm thanh để tạo ra một cái nó giống như một bản hòa tấu ấy nó nó có vần nó có nhịp điệu ấy thì thì youtube nó sẽ coi trọng cái nội dung mới của bạn tất nhiên cái nội dung văn bản cái content thì bạn sẽ dựa vào chat gpt để tạo ra nó là một cái nội dung mới unique 100% rồi nhé sau tiếp theo nữa thì bạn sẽ tạo ra hiệu ứng về âm thanh về hình ảnh nữa thì nó sẽ tạo ra một cái video tuyệt vời và YouTube đánh giá cao về nó và bạn sẽ kiếm tiền lâu dài về nó. Rồi, chúng ta sang với ý tưởng ngách how to đi. Thì how to ở trên how to ở trên YouTube thì nó cũng rất nhiều và đa dạng đúng không? Dinh dưỡng và sức khỏe này. Okay, khi mà nhắc đến sức khỏe là một cái ngách vô cùng lớn thì chúng ta sẽ cần phải đi sâu vào ngách hơn ví dụ như là sức khỏe liên quan đến món ăn hay là sức khỏe liên quan đến bài tập về dinh dưỡng ấy, thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể dựa vào chat gpt để tìm ra những cái kiến thức dinh dưỡng hữu ích chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề tiếp theo rất là hot và chúng ta có thể dự, sử dụng ứng dụng chat gpt ngay lập tức đó chính là cái chủ đề về liên, toàn, liên quan đến về đào tạo đào tạo hướng dẫn <laughs> đào tạo hướng dẫn ở đây đi về sâu vào ngách How to train your dog là hướng dẫn thú cưng, nó hướng dẫn loài chó, hướng dẫn thú cưng. Ngoài những nội dung hướng dẫn mang tính chất là người cá nhân hướng dẫn thì chúng ta sẽ có những cái tip, những cái mẹo, những cái tip, những cái mẹo hướng dẫn về uh, hướng dẫn đào tạo về loài chó và và cái video b-roll về các loài thú cưng này thì nó rất nhiều, nó cực kỳ nhiều. Tiếp theo là các cái kiến thức về đào tạo về về kỹ năng cho thú cưng thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng chat GPT để cho ra cái output cái 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 tài liệu cái nội dung hướng dẫn tiếp theo về đào tạo thú cưng thì chúng ta có một đi sâu vào ngách nữa đó là phân tích hoặc là nói về những cái giống chó nghĩa là những cái điều cần biết về giống chó khi hay là giống chó hoặc là giống mèo nhé những cái điều cần biết về giống chó hoặc giống mèo Chủ nuôi của họ thì những cái nội dung như vậy nó là dạng kiến thức tổng hợp và con người thì luôn lười tìm kiếm đúng không? Thì chúng ta tìm kiếm thay họ như vậy chúng ta đáp ứng ở cái kiến thức ở mức trung cấp rồi, trung cấp rồi chúng ta tìm hiểu và tổng hợp thay họ và bây giờ chúng ta không phải tự tìm hiểu nữa mà chúng ta sử dụng chat GPT để tìm hiểu những cái điều này với Q&A what why how who where, when này thì chúng ta có thể đến với một cái ngách nữa đó là khám phá về 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 tâm linh hoặc là vũ trụ đi. tâm linh hoặc là vũ trụ những cái điều bí ẩn Đây, những những cái điều bí ẩn khai thác về ngách uh, bí ẩn ở trên YouTube đi thì uh, hầu hết các nội dung này cũng đều là sử dụng uh, giọng giọng đọc này và những cảnh phụ biro uh, bi và những cái điều bí ẩn này nếu mà bạn có đam mê có khám phá về cái cái ngách này thì bạn có thể làm với ngách này và ứng dụng chat GPT vào. Tiếp theo một cái ngách nữa đó là về tiên tri, cái này thì chúng ta sẽ liệt kê danh sách ra những cái người tiên tri nổi tiếng dựa vào chat GPT luôn ấy. Thay vì search Google thì chúng ta hỏi chat GPT, chat GPT luôn là danh sách những cái nhà tiên tri nổi tiếng từ trong quá khứ đến tận bây giờ. Và chat GPT sẽ trả về những cái những cái lời tiên tri đó và chúng ta sẽ khai thác là nội dung tiên tri về cái điều gì đó về tương lai hoặc là về những cái điều bí ẩn đã từng tiết lộ đấy thì chúng ta sẽ khai thác và và đưa ra những cái nội dung và những nội dung như vậy thì nó sẽ luôn gây được cái sự tò mò tiếp theo một cái đề tài mà chat GPT có thể khai thác được ở mức độ kiến thức trung cấp đó là những cái chiến lược hoặc là doanh nghiệp nổi tiếng hoặc là doanh nhân nổi tiếng, những cái bí quyết kinh doanh chúng ta sẽ đi sâu vào cái ngách đề tài đó và sử dụng Chat GPT. Rồi như vậy chúng ta có thể khai thác về về sách này, khai thác về người nổi tiếng này, khai thác về doanh câu chuyện doanh nghiệp thành công này. Rồi à, đó là những gì tôi muốn chia sẻ về một vài ý tưởng để giúp bạn có thể hiểu hơn về Chat GPT và có thể ứng dụng vào cái công việc của bạn cho cái ngách chủ đề bạn đang chọn và tôi cũng phân tích một số ngách đề tài tiềm năng à, nếu mà nó có liên quan đến cái ngách chủ đề bạn đang quan tâm à, thì bạn có thể khai thác nó